Nếu theo dõi một trận bóng đá, nghe số tiếng còi mãn cuộc vang lên, chúng ta sẽ thấy các cầu thủ tiến hành việc đổi áo cho nhau hay tặng áo cho người hâm mộ. Và khi những cầu thủ cởi phần chiếc áo thi đấu bên ngoài, họ sẽ để lộ ra những chiếc áo ngắn màu đen trông rất giống áo ngực của phụ nữ, hay chúng ta vẫn thường gọi là bra. Vậy tại sao các cầu thủ ngày nay lê chuộng mặc những chiếc áo này? Chúng mang đến công dụng gì? Hôm nay hãy cùng Cảm Sở đi tìm những câu trả lời nha. Khi nhắc đến áo ngực, chúng ta sẽ thường nghĩ đó là món đồ chủ yếu dành cho chị em phụ nữ. Nhưng khi chứng kiến những cầu thủ nam mặc áo ngực bên trong để thi đấu cũng như tập luyện, có lẽ không ít người trong số chúng ta cũng cảm thấy hơi xa xa. Tuy nhiên, thực tế những chiếc áo ngực này mang đến những giá trị vô cùng tuyệt vời mà những chiếc áo thông thường không thể mang đến. Trong thời đại công nghệ, những con số chi tiết của một cầu thủ mà chúng ta thấy được đều đến từ hệ thống theo dõi tiên tiến. Chỉ với một cú click chuột, những nhà phân tích đã tạo nên một cơ sở dữ liệu khổng lồ, thay đổi cách mà bóng đá được chơi, được xem và được phân tích. Áo ngực mà các cầu thủ bóng đá sử dụng, hay còn được gọi là áo theo dõi hiệu suất luyện tập, đã trở thành một vật dụng không thể thiếu trong những buổi tập hay thi đấu khi các đội bóng muốn hoàn thiện chương trình tập luyện của họ, đồng thời tìm ra cách tốt nhất để huấn luyện cầu thủ thật hiệu quả. Những chiếc áo ngực thể thao mà cầu thủ bóng đá mặc thực ra là một thiết bị thông minh. Chúng do công ty Catapult Sport nghiên cứu và phát triển. Trên áo có một thiết bị được gọi là Electronic Performance and Tracking System, viết tắt là EPTS, tạm dịch hệ thống theo dõi và hiệu suất điện tử, được đặt trong một chiếc túi nhỏ chứa một thiết bị định vị GPS và rất nhiều những cảm biến khác như gia tốc kế hay thiết bị đo nhịp tim. Với hệ thống GPS, chiếc áo ghi lại mọi thông tin cần thiết về cầu thủ như tốc độ, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, quãng đường di chuyển, khả năng bứt tốc và lập tức truyền đến máy tính. Sau đó, truyền thông tin về một thiết bị theo dõi khác ở bên ngoài sân để thống kê lại. Chính nhờ vào những chỉ số này, ban huấn luyện sẽ đưa ra những thông tin thu thập được, nắm bắt rõ tình hình sức khỏe của từng cầu thủ, đưa ra chiến thuật tập luyện và thi đấu trên sân sao cho phù hợp với họ. Bên cạnh đó, còn lên những phương án tập luyện cũng như hướng dẫn cầu thủ chơi bóng phù hợp để tránh dẫn đến tình trạng chấn thương và mất sức. Loại áo thông minh này cũng được thiết kế đặc biệt với khả năng chống nước tốt, chống thấm mồ hôi từ cầu thủ hoặc khi chơi dưới trời mưa, dung lượng pin tích hợp đủ cho hoạt động liên tục trong nhiều giờ cùng một thiết bị truyền tín hiệu. Bên trong những chiếc áo theo dõi hiệu suất này được tích hợp một thiết bị điện tử nhỏ, nó có thể xem là trái tim của những chiếc áo thông minh này. Chúng được thiết kế rất vừa vặn trên cơ thể cầu thủ, ôm quanh ngực và phần lưng. Điều quan trọng là cầu thủ có thể giặt nó sau mỗi lần mặc. Theo đánh giá của nhiều cầu thủ lẫn chuyên gia, những chiếc áo ngực này sẽ giúp cầu thủ tiến bộ hơn. Hệ thống cung cấp nhiều phản hồi sau những buổi tập và các trận đấu, mang lại cho cầu thủ và ban huấn luyện những thông tin và những chỉ số cần thiết để điều chỉnh lối chơi. Sẽ mất vài buổi tập để hoàn thiện đủ dữ liệu và cung cấp cho cầu thủ chi tiết toàn diện hơn về những gì mà họ đang đúng hay đang sai. Cầu thủ cũng có thể có được những số liệu thống kê của một số cầu thủ khác khi tập hoặc thi đấu để so sánh với bản thân mình. Đối với một cầu thủ chuyên nghiệp, những số liệu này rất có giá trị bởi nó sẽ giúp cho họ biết bản thân mình phải cải thiện ở đâu. Bên cạnh loại áo mặc bên ngoài đồ tập, còn có một loại áo mỏng hơn để mặc bên trong trang phục thi đấu. Các cầu thủ thường chọn loại thứ hai mỗi khi ra sân. Thực tế, những chiếc áo đo hiệu suất này không hề mới. Năm 2013, Zlatan Ibrahimovic khi đó đang chơi cho PSG đã để lộ chiếc áo này trong trận đấu với Real Madrid. Và đó cũng là lần đầu tiên người hâm mộ bóng đá được chứng kiến chiếc áo ngực kỳ lạ này. Đại diện công ty công nghệ Catapult Sport đã tiết lộ hàng loạt câu lạc bộ bóng đá lớn như Real Madrid, Man City, Barcelona, PSG, Dortmund, AC Milan, v.v. đều đang cho cầu thủ sử dụng công nghệ áo ngực này nhằm theo dõi hiệu suất thi đấu để đưa ra những bài tập dành riêng cho từng cầu thủ khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực như áo ôm quanh ngực, theo dõi dữ liệu hiệu suất quan trọng, cho phép so sánh dữ liệu của cầu thủ này với cầu thủ khác, cung cấp thông tin phản hồi để giúp cầu thủ có thể cải thiện. Điểm hạn chế của áo ngực thông minh là người mặc chỉ cảm thấy thoải mái hơn với một chiếc áo phông bên dưới lớp áo này. Và hơn hết, mức giá của chúng khá đắt. Trước đây, chỉ có các câu lạc bộ có tiềm lực tài chính mạnh mới đầu tư loại áo này. Tuy nhiên, may mắn rằng khi thời đại công nghệ ngày một phát triển, chi phí sản xuất cho những chiếc áo này đã bớt tốn kém hơn, nên nhờ đó mà các cầu thủ Việt Nam cũng đã có thể tiếp cận với chúng. Kể từ giải cúp nhà vua 2019, các tuyển thủ Việt Nam đã bắt đầu thi đấu với hai lớp áo trên người. Lớp áo lót màu đen bên trong được tích hợp hàng loạt cảm biến tân tiến, đó chính là những chiếc áo ngực thể thao
mà các cầu thủ châu Âu đã được tiếp cận và sử dụng từ trước đó. Trong thành công của đội tuyển Việt Nam trong những năm qua, không thể phủ nhận sự thức thời bằng việc áp dụng công nghệ hiện đại trong tập luyện, thi đấu đã giúp thầy trò Phan Hàng Xa tiến bộ nhanh hơn. Ở thời điểm dịch Covid-19 bùng nổ 2 năm trước, khi các giải đấu bị hủy bỏ hàng loạt, những chuyến tập huấn ngày càng xa vời và ngay cả việc ra sân tập luyện như trong trạng thái bình thường cũng trở nên khó khăn. Các thiết bị công nghệ trở thành vật cứu cánh với các vận động viên. Với một thiết bị GPS, cầu thủ có thể dễ dàng đo được hiệu suất tập luyện, kiểm soát luôn cả những thông số kỹ thuật như nhịp tim để xây dựng dữ liệu và lên kế hoạch. Những thiết bị GPS còn là nền tảng cho những môn như xe đạp, chạy bộ. Vận động viên chỉ cần kết nối thiết bị của mình với hệ thống giải đấu là có thể tham dự, thi đấu và so sánh thành tích. Ông Sean O'Connor, người đồng sáng lập công ty phân tích dữ liệu thể thao Star Sports đã chia sẻ: "Khi chúng tôi thành lập công ty này cách đây 12 năm, công nghệ này còn rất sơ khai và mới mẻ. Mọi người không hiểu vì sao chúng tôi lại phức tạp hóa vấn đề với việc tập luyện như vậy. Suy nghĩ khi đó là mỗi câu lạc bộ đều có đội ngũ đông đảo các huấn luyện viên với nhiều vai trò khác nhau. Tại sao phải sử dụng quá nhiều thiết bị nữa?" Star Sports có trụ sở ở Bắc Ireland, được xem là một trong những công ty phân tích dữ liệu thể thao hàng đầu thế giới. Rất nhiều câu lạc bộ Premier League sử dụng phần mềm của họ. Năm 2018, công ty đạt thỏa thuận trị giá 1,2 tỷ đô với giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS để cung cấp thiết bị kỹ thuật cho các câu lạc bộ của giải trong thời hạn 5 năm. Năm 2020, công ty phát triển phần mềm Sandra 3.0 cho phép các đội xem dữ liệu gần như ngay lập tức từ iPad hoặc Apple Watch, để ngay cả trong trận đấu ở thời gian thực, cầu thủ và huấn luyện viên có thể nhận phản hồi và điều chỉnh chiến thuật. Tốc độ, thời gian, quãng đường di chuyển thực ra chỉ là những thông số cơ bản nhất mà Star Sports hay các công ty công nghệ tương tự cung cấp. Để phân tích dữ liệu trong bóng đá còn rất nhiều chỉ số phức tạp khác. Tom Allen, người đứng đầu đội ngũ phân tích dữ liệu của Arsenal từ năm 2017 cho biết: "Những vận động viên ưu tú luôn muốn biết tại sao họ chưa giỏi bằng đối thủ dù có tập luyện như nhau, và chúng tôi phải cung cấp cho họ những thiết bị để có thể đo lường điều đó." Khi mà thế giới càng chạy theo xu hướng công nghệ với những thiết bị hiện đại, với một thể thao cũng không nằm ngoài xu hướng đó, đặc biệt là bóng đá. Trong hơn 10 năm qua, bóng đá đã áp dụng rất nhiều công nghệ để cải thiện lối chơi của các cầu thủ, nâng cao thành tích thi đấu của những đội bóng. Từ những số liệu tưởng chừng như vô cùng khô khan và phức tạp, đến những chiếc áo đo hiệu suất cầu thủ, các đội bóng đã dần nghiên cứu và xây dựng nên một kế hoạch hợp lý nhằm cải thiện thể chất, lối chơi và hơn hết là so sánh thành tích của các cầu thủ với nhau, nhằm hướng đến một mục đích chung là giành chiến thắng qua mọi trận đấu.